Giới thiệu với các bác, đây là bộ dàn mini. Bộ này rất nhỏ, các bác nhìn đôi loa của nó à, chưa được bằng găng tay của em. Âm ly rất nhỏ, âm ly này là một vỏ nhôm nguyên khối. Con này là CD receiver CR-H101. Đây là một bộ dàn mini tích hợp cả giải mã DAC. Con này giải mã 24 bit. Đấy, nó có tích hợp cả CD này, cả Bluetooth này. Bluetooth của nó chơi được định dạng nốt LED. Nó có cả cổng quang in để kết nối vào TV, smart hoặc là các thiết bị phát nhạc số. Có cổng kết nối analog in, có cả cổng kết nối vào máy tính USB DC. Đấy, chúng ta nhìn phía sau. Đấy, đầu jack của nó đều màu vàng, vỏ nhôm nguyên khối. Song song với nó là có hai bộ này. Thực ra là bộ này là Tech AI 101DA. Về bản chất của nó thì giống hệt con này, nhưng mà nó không tích hợp CD, nó chỉ có DAC và đôi loa. Bộ này có giá 6,5 triệu, bộ này là 8 triệu. Chúng ta nhìn. Bây giờ em sẽ test CD. Con này nhỏ nhưng mà chuẩn âm thanh Hi-Res. Con này tiếng rất là tách bạch. Và với phòng nhỏ hơn khoảng 15m2 thì nó đánh khá là tốt, phù hợp cho bàn làm việc hoặc là phòng ngủ. Like the burning end of a midnight cigarette, she broke his heart. He spent his whole life trying to forget. We watched him drink his pain away, a little at a time. But he never could get drunk enough to get her off his mind. Until the night he put that bomb. Thử nhạc vàng. Ra nhằm chứng kiến mới quen nhau mà ưu mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đắm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. 3 tháng trong quân trường cam go đã chay tâm hồn lính mới. Nó luôn bảo tôi đừng than oán chi cuộc đời,
Vì khi nhịp súng vẫn đêm đêm vang vọng mãi, tao mày nào được vui.